Ok, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Thanh Nguyên Con. Thì cũng đã hơn 2 tuần thì mình không có ra video cho các bạn xem ha. Thì bây giờ là 12 giờ rưỡi, gần 1 giờ. Thì hôm nay mình rảnh cho nên là mình quyết định quay một video cho các bạn xem ha. Thì cái chủ đề của vlog ngày hôm nay đó chính là ok, thì bao nhiêu tuổi là hết cao? Theo lý thuyết thì con trai nam á là 25 tuổi sẽ hết cao, và đối với nữ giới á, thì 20 tuổi thì sẽ hết cao. Nhưng mà vẫn có rất là nhiều trường hợp là các bạn sẽ hết phát triển vào trước tuổi 25 hoặc là sau tuổi 25. Tức là đối với mỗi đối tượng á, thì cái tuổi cao nó sẽ khác nhau, nó phụ thuộc vào di truyền hay là chế độ ăn uống hay là sinh hoạt. Thì nếu mà gen của các bạn tốt á, và chế độ dinh dưỡng của bạn tốt và môi trường sống của bạn tốt á, thì sau 25 tuổi các bạn vẫn có thể cao thêm 1-2 cm, đó là chuyện hết sức là bình thường ha. Nhưng mà đối với một số bạn thì chỉ có mới 23 hay là 24 tuổi là chiều cao lại không còn phát triển nữa. Thì đối với một số bạn thì nó có thể sớm hơn, ví dụ như là chỉ mới 20 tuổi thôi thì các bạn lại không còn cao nữa. Thì trong tuổi dậy thì đây là lúc mà chiều cao của các bạn phát triển rất là mạnh mẽ, đây là lúc phát triển nhanh và mạnh nhất. Và sau tuổi dậy thì chiều cao của các bạn vẫn phát triển nhưng mà nó sẽ chậm. Trung bình thì nó sẽ cao đến tầm 1 hoặc là 2 cm trong vòng 1 năm. Sau tuổi dậy thì cho đến lúc 20 tuổi là các bạn sẽ cao khoảng 1 đến 2 cm trong vòng 1 năm ha. Và sau 20 tuổi thì có một số bạn hoàn toàn không phát triển chiều cao nữa. Bởi vì cái lượng hormone tăng trưởng của bạn tiết ra vào nhiều nhất là trong tuổi dậy thì, và sau tuổi dậy thì nó vẫn còn tiết ra nhưng mà không còn nhiều nữa. Và đến lúc 20 tuổi đó, thì nó vẫn tiết ra lượng hormone tăng trưởng nhưng mà nó rất là ít. Cho nên đó, các bạn nào mà sau 20 tuổi mà muốn cao thêm đó, thì phải kích thích hormone tăng trưởng bằng cách luyện tập ha. Các bạn luyện tập, ăn uống hợp lý, sinh hoạt hợp lý thì chiều cao của các bạn nó vẫn sẽ phát triển nhờ được kích thích. Bởi vì sau 20 tuổi là lúc mà chiều cao của bạn nó đã ngủ yên rồi, nó không có thể phát triển một cách tự nhiên nữa, cho nên là các bạn phải kích thích nó bằng cách luyện tập ha. Luyện tập và ăn uống và chế độ dinh dưỡng ha. Thì tùy ở mỗi người thì nó sẽ có lượng hormone khác nhau. Có người thì có lượng hormone tăng trưởng ít, có người thì có lượng hormone tăng trưởng nhiều, cho nên là cái này là không nói về gen nha. Cho nên là nó có người thì sẽ cao và có người sẽ thấp. Cho nên có những bạn mà có bố mẹ rất là cao nhưng mà sinh hoạt không hợp lý, như là thức khuya chơi game hay là ăn uống không đủ chất hay là không chơi thể dục thể thao, thì cái chuyện bị lung á là một điều hiển nhiên ha. Cho nên mà các bạn nào mà đã hết tuổi lớn rồi nhưng mà các bạn đã hối hận về cái quá khứ lầm lỗi của mình, thì bây giờ các bạn muốn tăng chiều cao thì đây chính là cái cơ hội của các bạn ha. Ok, sau 20 tuổi các bạn vẫn còn cơ hội để cao bằng cách là luyện tập và ăn uống và ngủ nghỉ hợp lý, thì cái lượng hóc môn của bạn nó sẽ tiết ra nhiều và xương của bạn nó sẽ phát triển dài ra. Có thể là các bạn sẽ cải thiện, nếu mà các bạn luyện tập chăm chỉ á, thì nó sẽ cải thiện từ 2 đến là 5 cm, đó là chuyện hết sức là bình thường ha. Thì mình hiện tại là 20 tuổi, trong năm nay mình luyện tập không có nhiều nhưng mà luyện tập sơ thôi, nhưng mà trong năm nay mình cao thêm được 2 cm, hiện tại là mình 1m77 ha. Thì bây giờ mình sẽ nêu ra một số trường hợp mà tăng chiều cao sau 20 tuổi để các bạn lấy đó là động lực ha. Thì mình có nghe bạn mình kể là trong đội tuyển bóng đá Việt Nam á, thì có một cái anh luyện tập cường độ cao từ 22 đến 24 tuổi là cao thêm được 4 cm, tức là từ 1m63 lên 1m67 ha. Các bạn có thể tra Google. Và tiếp theo một trường hợp nữa đó chính là trường hợp đầu tiên đó là vận động viên bóng rổ Dennis Rodman. Anh ấy đã luyện tập từ năm 20 tuổi cho đến 21 tuổi, tức là trong vòng 1 năm anh ấy đã cao từ 1m75 lên đến 2m. Đó chính là cơ hội của những bạn 20 tuổi muốn tăng chiều cao. Khi mà các bạn 20 tuổi không có nghĩa là các bạn không còn cao nữa, bởi vì chiều cao nó sẽ ngừng phát triển vào
trung bình là vào 25 tuổi ha. Lúc đó thì xương và sụn của bạn lúc đó nó đã khô và cứng lại, nó sẽ không phát triển nữa. Và một số trường hợp tăng chiều cao khác, ấn tượng khác như là của Scottie Pippen. Mình phát âm tiếng Anh không được chuẩn như lắm, các bạn thông cảm ha. Các bạn có thể, mình sẽ để từ khó ở đây, các bạn có thể tra Google để tìm hiểu ha, và lấy đó để động lực để luyện tập ha. Còn ở Việt Nam mình đó, tăng chiều cao ấn tượng nhất là mình chỉ thấy là của Ryan Long Fitness và của Thanh Như Icon. Hay mình hai người đó là ấn tượng nhất ha. Cho nên mà các bạn nào mà mới có 17, 18 tuổi hay là 19 tuổi mà hỏi anh ơi 19 tuổi có còn cao hay không thì tốt nhất là đừng có nên hỏi nha. 20 tuổi vẫn còn cao được các bạn. Chỉ cần các bạn dưới 25 tuổi là các bạn vẫn còn cơ hội để tăng chiều cao. Thật á, mình nói thật ơi, không đùa đâu. Mình bây giờ là 20 tuổi và mình đã cao thêm 2cm trong vòng 1 năm ha. Và năm sau mình đã đặt mục tiêu mình sẽ cố gắng lên 1m8 từ giờ cho đến 25 tuổi. À, mình sẽ nói cái này luôn là các bạn càng lớn thì cái tốc độ tăng chiều cao của các bạn nó sẽ càng chậm hơn. Ví dụ như trong tuổi dậy thì các bạn cao rất là nhanh, và sau tuổi dậy thì các bạn sẽ chậm lại một tí và hết. Và đến 20 tuổi thì các bạn sẽ phát triển chiều cao khá là chậm. Cho nên là các bạn phải kích thích nó bằng cách luyện tập ha. Cố gắng luyện tập cường độ cao, tăng độ khó lên. Đây mình sẽ để mấy bài tập tăng chiều cao tại đây. Đó. Các bạn nhớ tập ha. Chỉ cần mình mới sắp xếp lại kênh á, các bạn muốn tìm mấy bài đó thì các bạn chỉ việc kích vào cái tên Thanh Như Icon vào cái kênh của mình là thấy mình sắp ở đầu kênh luôn ha. Những bài đó là những bài mà mình đã tập rồi và mình cảm thấy hiệu quả nên là mình mới chia sẻ với các bạn ha. Đó là kinh nghiệm thực tế, chứ mình không phải là mấy cái kênh mà mình chỉ nói lý thuyết suông không. Đó là những kinh nghiệm thực tế mình đã đúc kết, mình đã luyện tập để trải nghiệm rồi mình mới dám chia sẻ với các bạn ha, chứ không phải là mấy cái kênh mà chạy Google làm video cho các bạn xem ha. Những cái đó không thực tế lắm nè. Các bạn hãy nghe một người đã từng cố gắng, để từng trải nghiệm, để từng nỗ lực phát triển chiều cao đó. Cho nên á, từ giờ cho tới 25 tuổi mà các bạn vẫn còn cao thêm vài cm nhờ luyện tập, đó là chuyện hết sức bình thường ha. Cứ cố gắng thì đừng có nghi ngờ gì cả ha. Thì cứ trung bình á, vào 25 tuổi thì sụn của chúng ta nó sẽ tiếp hợp lại đó, nó sẽ hình thành thành xương và sụn nó sẽ dần biến mất. Cho nên á, lúc đó thì chúng ta đã trở thành người trưởng thành và chúng ta sẽ không thể phát triển chiều cao nữa. Cho nên bây giờ cứ còn cơ hội thì cứ luyện tập ha. Nếu mà không cao nhiều á thì cũng sẽ cao ít ha. Mà nếu không cao nữa thì nó vẫn tốt cho sức khỏe của các bạn ha. Mà nó sẽ giúp cho các bạn, cơ thể của các bạn trở nên thoải mái nè. Khi mà các bạn luyện tập hay là ăn uống một cách khoa học á thì cơ thể của các bạn nó sẽ giảm stress nè, rồi máu nó sẽ lưu thông và sức khỏe và sức bền của các bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều ha. Ok, thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì hãy like và share cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.